Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 10 năm 2024. Bản tin gồm một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định quy định số lượng nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mỗi ấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau được bố trí 2 nhân viên y tế, với số lượng là 744 ấp. Tổng số nhân viên y tế ấp đang hoạt động được hỗ trợ kinh phí hàng tháng là 1.174. Trong số 744 ấp, có 61 ấp chưa có nhân viên y tế, 192 ấp có một nhân viên y tế. Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella trên địa bàn các huyện Thế Bình, Phú Tân, Đầm Dơi, Nam Căn, Ngọc Hiển năm 2024. Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 năm 2024, sẽ tiến hành điều tra tiền sử tiêm vaccine và tổ chức tiêm vaccine sởi rubella trên địa bàn các huyện Thế Bình, Phú Tân, Đầm Dơi, Nam Căn, Ngọc Hiển. Tổ chức một đợt tiêm vét sau một tuần triển khai chính thức cho các trường hợp quản gián tiêm hoặc tiếp tục tổ chức tiêm vét kết hợp trong các đợt tiêm chủng thường xuyên tại các đơn vị. Đối tượng là trẻ từ 1 đến 10 tuổi tại vùng nguy cơ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine có chứa thành phần sởi theo quy định. Đảm bảo mục tiêu 95% trẻ từ 1 đến 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vaccine theo quy định tại vùng nguy cơ cao được tiêm một mũi vaccine sởi rubella. Theo báo cáo Trung tâm Y tế huyện U Minh, tới thời điểm này trên địa bàn huyện ghi nhận 34 ca bệnh sởi. Bệnh có chiều hướng tăng trong tháng 9 và tháng 10. Theo đó, bình quân mỗi tuần, Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận từ 2 tới 3 ca mắc bệnh sởi, tập trung nhiều nhất ở xã Khánh Thuận. Mặc dù bệnh có chiều hướng tăng, nhưng hầu hết các ca bệnh đều được phát hiện sớm, nên không có trường hợp bệnh nặng khi nhập viện. Trước tình hình trên, Trung tâm Y tế huyện tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư về sự nguy hiểm và các biện pháp phòng chống bệnh sởi, phun quá chất không để bệnh lan rộng. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2025 theo nội dung chỉ thị số 37 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch dạy và học, ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, hiệu quả, nghiêm túc, trung thực, khách quan. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh tham gia kỳ thi về đi lại ăn nghỉ, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thí sinh là người khuyết tật, không để thí sinh phải bỏ thi do thiếu kinh phí hoặc phương tiện đến địa điểm dự thi. Xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác, nhất là các phương án ứng phó với tình huống bất thường để tổ chức kỳ thi đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra. Chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại ăn ở, các điều kiện cần thiết khác cho học sinh. Năm học 2024-2025, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 6 trường công lập được sáp nhập thành 3 trường công lập. Việc sáp nhập hướng tới mục tiêu giảm đầu mối, tinh gọn biên chế, nâng cao chất lượng dạy và học. Trường tiểu học Võ Thị Sáu ở xã Khánh Hòa, huyện U Minh là một trong 6 trường công lập thực hiện chủ trương sáp nhập theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, bắt đầu từ năm học này, trường tiểu học Võ Thị Sáu và trường tiểu học Nguyễn Văn Hài sáp nhập thành trường tiểu học Võ Thị Sáu. Sau sáp nhập, trường có 30 lớp học với tổng số 796 học sinh và phân bổ tại 3 điểm trường, gồm 1 điểm chính và 2 điểm lẻ. Việc sáp nhập phù hợp với quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, bố trí giáo viên và nhân viên hành chính, giúp tiết kiệm chi phí quản lý và tận dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có. Quy mô trường lớn, số lượng lớp, học sinh đông thì thuận lợi trong cái việc bố trí phân công giáo viên, đồng bộ cơ cấu các môn học, phát huy được cái hiệu lực, hiệu quả quản lý, quản trị của nhà trường, có điều kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Rồi đó là việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, rồi mua sắm thiết bị dạy và học được tập trung hơn, đầy đủ hơn, hiện đại hơn, qua đó góp phần
nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học. Năm học mới này, trường trung học cơ sở Hiệp Bình và trường trung học phổ thông Tân Đức ở huyện Đầm Dơi sáp nhập thành trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Đức. Sau khi sáp nhập, trường có hơn 900 học sinh thuộc hai cấp học với 24 lớp học phân bố tại hai điểm trường, có tổng số 53 cán bộ giáo viên, tạo điều kiện để sớm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Bước đầu tiên, nhà trường cũng làm một cái công việc là sắp xếp lại cái cơ cấu tổ chức của nhà trường. Nhà trường cũng đã tiến hành sáp nhập trình cấp trên để sáp nhập lại cái chi bộ của nhà trường, sáp nhập lại cái tổ chức công đoàn, sáp nhập lại cái tổ chức đoàn thanh niên và bây giờ có thêm là đội thiếu niên tiền phong. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng củng cố lại các cái tổ chuyên môn của nhà trường và cũng đã bổ nhiệm các cái tổ trưởng để có cái sự chỉ đạo thống nhất từ cấp trung học phổ thông xuống tới cấp trung học cơ sở. Nhà trường cũng đã phân công nhiệm vụ trong cái ban giám hiệu của nhà trường. Thì ban giám hiệu nhà trường sau khi sáp nhập thì có một hiệu trưởng và hai hiệu phó, cũng đã phân công cụ thể nhiệm vụ của từng người. Cùng với những cơ hội phát triển sự nghiệp giáo dục, sau sáp nhập, nhà trường cũng gặp thách thức. Do số lượng học sinh và lớp học tăng lên dẫn đến tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các bộ môn, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh phân bổ lại đội ngũ giáo viên và nhân viên một cách hợp lý để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Thay đổi trước hết, đó là sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn cả về nhận thức lẫn hành động của đội ngũ thầy giáo cô giáo. Rồi tiếp tục phát huy được cái tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm trong cái việc học tập, rồi bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về văn hóa cư xử, về nhân cách và đạo đức nhà giáo. Theo cái phương châm là mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức về tự học và sáng tạo. Thì mọi cái hoạt động của trường của nhà trường trước đây, tức là của trường trung học cơ sở Hiệp Bình và trường trung học phổ thông Tân Đức thì vẫn giữ nguyên, không có gây xáo trộn, không có gây thay đổi. Việc đi lại của học sinh từ nhà tới trường, khoảng cách cũng như nhau, không có cái sự mà xa hay gần. Cho nên là cũng được sự đồng tình của chính quyền địa phương cũng như của cha mẹ học sinh. Những năm qua, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh sắp xếp trường lớp, đội ngũ giáo viên nhằm tập trung quy mô đầu tư, nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học. Trước khi sáp nhập, được rà soát chặt chẽ, đảm bảo phù hợp và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Chiều hôm qua, huyện Đầm Dơi tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị số 17 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 247 trên 247 trường hợp hành nghề khai thác tận diệt ngưng hoạt động hoặc chuyển đổi ngành nghề. Trong đó, 94 trường hợp tự nguyện giao nộp công cụ kích điện. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 67 vụ, 71 đối tượng sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản trái phép. Qua đó đã lập biên bản ra quyết định xử phạt 65 vụ, 68 đối tượng, số tiền 274 triệu đồng. Huyện Phú Tân đã vận động được 3,8 tỷ đồng triển khai xây dựng nhà tình đồng chí cho đảng viên gặp khó khăn về nhà ở. Theo đó, mỗi ngày mỗi đảng viên đóng góp 1.000 đồng vào quỹ nhà tình đồng chí. Tính từ thời gian phát động từ năm 2018 tới nay, huyện Phú Tân đã hỗ trợ tiếp sức cho đảng viên xây dựng mới 64 căn nhà, sửa chữa 21 căn nhà, với tổng nguồn kinh phí 3,8 tỷ đồng. Chương trình đã góp phần giúp đảng viên khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống, tiếp tục có những cống hiến cho quê hương. Thưa quý vị, đảng viên là bộ đội xuất ngũ, được xác định là một trong những lực lượng chính trị tin cậy nòng cốt ở cơ sở. Từ sự quan tâm của đảng ủy quân sự, cấp ủy chính quyền địa phương, nhiều đồng chí phát huy tốt năng lực sở trường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Có đồng chí được phân giao giữ vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền địa phương. Nhập ngũ năm 2003 tại tiểu đoàn cảnh vệ, Bộ Tham mưu Quân khu 9, sau xuất ngũ, anh Trần Văn Trọn trở thành nòng cốt của lực lượng dự bị động viên ở thị trấn Trần Văn Thời. Hơn 6 năm sinh hoạt và công tác ở thị trấn, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn.
Ở cương vị mới, anh luôn ý thức vai trò tiền phong của người quân nhân cách mạng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các mặt công tác, nhiệm vụ được giao. Đối với cái công tác mà tham gia cùng địa phương để thực hiện các phong trào á, thì bản thân cũng luôn nỗ lực phấn đấu cùng với đảng ủy, ủy ban, rồi cũng như các ngành đoàn thể thị trấn, cũng như các khóm là thực hiện tốt các phong trào, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, rồi thực hiện các cái nhiệm vụ mà do đảng ủy cũng như ủy ban giao. Thì đối với công việc thì bản thân luôn hoàn thành tốt. Là người từng trải trong quân ngũ, nên những điều hay, việc tốt cho đến nếp sống sinh hoạt trong quân đội được anh truyền lửa cho thế hệ thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, anh phát huy tốt vai trò tham mưu cho chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, qua đó đã tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, nhiều năm qua, thị trấn Trần Văn Thời đưa quân luôn đạt chỉ tiêu trên giao. Hiện nay, do yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí Trọn được điều động giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Trần Văn Thời. Sức ngủ về tại địa phương này cũng trưởng thành, cũng làm cán bộ là lãnh đạo ở tại thị trấn. Lực lượng này nói chung là cũng rất là tiêu biểu trong tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần rất lớn vào cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. Thì đảng ủy ban dân sự huyện là tạo điều kiện rồi phối hợp với các ngành đoàn thể tạo công ăn việc làm và giới thiệu việc làm, rồi đồng thời phối hợp với đảng ủy rồi ủy ban dân các xã thị trấn là cho lực lượng này tham gia vào công tác ở địa phương. Thì trong đó có nhiều đồng chí đã phát triển trưởng thành, thì có nhiều đồng chí đã giữ những vị trí quan trọng ở địa phương như chủ tịch, phó bí thư, rồi những đồng chí tham gia các ban ngành đoàn thể ở huyện. Lực lượng này đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của địa phương. Hàng năm, tỉnh Cà Mau có trên 800 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Theo đánh giá của chính quyền và cơ quan quân sự các cấp, hầu hết quân nhân sau khi tốt nghiệp trường học lớn từ môi trường quân đội trở về đều có lập trường, tư tưởng vững vàng và chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hàng năm, đảng ủy Bộ Chỉ huy sự tỉnh căn cứ vào số lượng quân nhân xuất ngũ là đảng viên để tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí và sử dụng đảng viên là bộ đội xuất ngũ vào các vị trí khác nhau ở các cơ quan đơn vị địa phương. Trong đó, chúng tôi chú trọng đến việc tạo nguồn cán bộ phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Dù ở bất kỳ cương vị nào, những đảng viên khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương vẫn luôn phát huy cao độ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đặc biệt là xây dựng cấp ủy chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thân ái chào tạm biệt.